Chuyện tình khó tin giữa nữ tù nhân Do Thái với sĩ quan Đức. Năm 1942, Helena Sichenova giống như nhiều người Do Thái khác bị bắt giữ và đưa đến trại tập trung Auschwitz, nơi ít nhất 1,2 triệu người bị giết hại. Tại đây, nữ tù nhân Do Thái bị đưa đến làm việc trong một nhà xưởng tại trại tử thần này. Sichenova được giao nhiệm vụ sắp xếp lại đồ đạc, tư trang của những người không may thiệt mạng để vận chuyển đến Berlin, cung ứng cho quân đội Đức Quốc xã trong chiến tranh. Nhiều người trong gia đình nữ tù nhân Sichenova cũng bị bắt giữ, thậm chí là bỏ mạng tại các trại tập trung khác của Hitler. Nữ tù nhân người Do Thái Sichenova có lẽ cũng không giữ được mạng sống nếu như không được mời hát chúc mừng trong sinh nhật của Franz Wien, trái ảnh sĩ quan SS của Đức Quốc xã làm việc tại Auschwitz. Sau khi nghe Sichenova hát, Wien đã gửi tặng cô bánh quy, cùng với dòng ghi chú tình yêu tôi đã yêu em. Khi nhận được những thứ đó, Sichenova từ chối do căm ghét viên sĩ quan này và vì phát xít Đức đã gây ra bao tội ác kinh hoàng cho nhiều người, trong đó có gia đình cô. Tuy nhiên Sichenova dần thay đổi, không còn ác cảm với Wien khi viên sĩ quan Đức thường mang cho cô thức ăn và bảo vệ cô. Thậm chí, Wien tìm cách cứu chị gái, phải ảnh và các cháu của Sichenova, trái ảnh khi họ bị đưa tới phòng hơi ngạt. Nhờ có Wien, Sichenova và chị gái sống sót trong trại tử thần Auschwitz. Nhiều năm sau khi Chiến tranh Thế giới II kết thúc, Sichenova tiết lộ rằng Wien đã làm những điều tuyệt vời và cuối cùng bà đã phải lòng viên sĩ quan Đức này. Tuy nhiên, tình yêu này không thể là hiện thực.